quý vị và các bạn, Sơn Hải là một trong nhiều xã đảo của tỉnh Kiên Giang, nằm cách trung tâm huyện Kiên Lương 10 km. Do đặc thù là một xã đảo, nên trước đây cơ sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn của xã còn nhiều yếu kém. Nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung tay hỗ trợ từ đảng bộ chính quyền các cấp, đến nay, Sơn Hải đã xây dựng cơ bản hoàn thành 19 trong tổng số 19 tiêu chí nông thôn mới. Là một xã có xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới còn thấp, nên trước đây, cơ sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn của xã đảo Sơn Hải, huyện Kiên Lương còn nhiều yếu kém, nhất là các tiêu chí về điện, trường học, y tế và môi trường. Trong những năm qua, cùng với sự chung tay hỗ trợ của cả hệ thống chính trị, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Sơn Hải đã từng bước triển khai thực hiện có hiệu quả 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tập trung phấn đấu thực hiện các tiêu chí mềm về thu nhập, văn hóa giáo dục và môi trường. Bên cạnh công tác tuyên truyền vận động đến từng cán bộ, đảng viên, hội viên, cùng nâng cao nhận thức, chung tay với địa phương thực hiện những phần việc cụ thể trong xây dựng nông thôn mới, đảng bộ, chính quyền Sơn Hải còn đưa ra nhiều giải pháp thực hiện đến từng hộ gia đình. Qua đó, nhận thức của người dân được nâng cao đáng kể. Theo mình tuyên truyền giữa cán bộ và người dân thực hiện tốt cái vấn đề về cái chủ trương của cái quy định địa phương mình xây dựng cái đường xá cũng như là xây dựng cái tổ chính nhân dân cùng nhà nước cùng nhân dân cùng làm để thực hiện cái 90 mấy mét theo cái đường lộ của để cho học sinh nó đi học. Khi mà chúng ta có cái bước mà tuyên truyền vận động người dân thì cuộc sống nhân dân thì nói chung là ổn định, rồi nhà cửa khang trang, rồi cuộc sống nhân dân từng hộ gia đình thì thực hiện tốt về cái quy định của địa phương về cái phong trào mà vận động của xã. Có hơn 50 năm sinh sống tại xã đảo Sơn Hải, từng chứng kiến những đổi thay quê hương mình sinh sống. Ông Trương Văn Còn, một trong số những người dân sống lâu đời tại xã Sơn Hải với nghề đánh bắt hải sản cho biết, trước đây cuộc sống người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn. Do đặc thù là xã đảo nên bà con nhân dân còn thiếu hụt về nước sinh hoạt và điện thắp sáng. Trong 2 năm trở lại đây, nhờ được nhà nước đầu tư điện lưới quốc gia, nên các hộ gia đình đã được nhiều thụ hưởng từ các tiện ích của thiết bị điện như đèn thắp sáng, quạt gió, tivi, tủ lạnh, máy giặt, vân vân. Thêm vào đó là vấn đề nước sạch, hợp vệ sinh, phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày cũng được giải quyết nhờ việc khoan xử lý nước ngầm. Từ đó, mỗi nhà có thêm điều kiện để xây dựng nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước hợp vệ sinh. Vấn đề xây dựng nhà vệ sinh trên biển được giải quyết có hiệu quả. Qua đó, không chỉ nâng cao được mức sống của người dân, mà còn cải thiện môi trường biển. Nếu mà gia đình thì mình cần phải là chấp hành theo cái quy định của địa phương, là mình phải xử lý rác cho nó tốt, rồi giữ gìn vệ sinh môi trường, cũng như cầu kỳ, cầu đồ này kia, mình phải làm cái cầu tiêu máy, đừng có đi dưới biển bừa bãi, nó thành ra nó không có mất cái vệ sinh môi trường. Mà từ khi mà có điện đến nay thì học sinh đồ này kia, học sinh đó đi học cũng điều đạm và nó phát triển như đề học hành. Quá trình xây dựng nông thôn mới cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho xã Sơn Hải mở các lớp đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, phi nông nghiệp, đóng góp tích cực vào mục tiêu nâng cao thu nhập trên địa bàn. Hiện nay, Sơn Hải đã phát triển nuôi 702 lồng bè với tổng sản lượng hơn 1.000 tấn và có 206 phương tiện khai thác với tổng sản lượng hàng năm khoảng hơn 8.000 tấn. Tuy nhiên, ngoài việc hỗ trợ nguồn vốn để phát triển số lượng lồng bè trên biển, thì công tác phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật, phòng tránh thiệt hại, rủi ro do ô nhiễm nguồn nước, dịch bệnh vẫn luôn là vấn đề đang được địa phương quan tâm hàng đầu nhằm đảm bảo được giá trị kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, phù hợp với điều kiện tự nhiên, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người của xã Sơn Hải đạt gần 50 triệu đồng một người trên một năm. Toàn xã chỉ còn 9 hộ nghèo, chiếm 1,3%. Đây là một trong những tiền đề vững chắc
Để Sơn Hải tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cư dân địa phương. Hiện nay thì cái môi trường đó thì chỗ ban quản lý thì cũng có làm tham mưu cho chỗ ban chỉ đạo, cũng chỉ đạo các cái ban ngành đoàn thể vận động người dân là vệ sinh là gia đình và chung quanh cái khu đất nhà của mình. Tuy nhiên thì đối với cái môi trường thì các anh chỉ biết thì nó có thể là nó sẽ phát sinh bất cứ lúc nào. Thì do vậy thì chỗ ban chỉ đạo xã cũng có làm cái mô hình là cái lò đốt rác tự động để lưu động để cho người dân bố trí rải rác trên cái ấp là trung tâm của xã mình để cho người dân là tạm thời mình sẽ xử lý rác. Còn trong thời gian tới nữa thì chỗ xã cũng sẽ tiếp tục kiến nghị ở huyện, tại vì ở đây thì chỗ cái lò đốt rác của mình trong cái tiêu chí số 17 cũng như là cái nghĩa trang nhân dân thì đã có vốn rồi, tuy nhiên thì thực hiện trong năm 2019, tại vì năm 2018 thì thực hiện chưa kịp. Với những hướng đi và cách làm đúng đắn của đảng bộ, chính quyền địa phương và sự chung tay hỗ trợ nhiệt tình từ ban ngành các cấp đã giúp cho xã đảo Sơn Hải cơ bản xây dựng hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí và đang hoàn tất hồ sơ thủ tục để xét công nhận Sơn Hải đạt chuẩn xã nông thôn mới. Đây sẽ là tiền đề quan trọng giúp xã đảo Sơn Hải thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trong những năm tiếp theo. Chuyên mục nông thôn mới cho Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Kiên Giang phối hợp thực hiện xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Kính chào tạm biệt.